Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với bài kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới nhé. Rồi cái phần nghe này thì cô sẽ tách riêng bởi vì là nghe ở đây thì nó hơi lỏng bài. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo là phần viết B Language Focus 3 điểm. Đây là phần về tập trung ngôn ngữ, trọng tâm ngôn ngữ. Bài số 1, hãy nối một từ ở cột A với một cụm ở cột B. Câu số 1, play. Play là chơi, chúng ta sẽ đi với câu C, musical instrument. Câu number 2, drink. Drink là uống, sẽ đi với câu A, là milk tea, là uống trà sữa. Câu số 3, cook. Cook ở đây là nấu, thì chúng ta sẽ chọn câu D, là Vietnamese food, nấu đồ ăn Việt Nam. Câu số 4 là go. Go sẽ đi với từ go to Hương Pagoda, là đi đến chùa Hương. Rồi, number 2, bạn hãy chọn đáp án tốt nhất để hoàn thành các câu 2 điểm. Number 1, the first doctor's stone tablets were in 1484. Những cái bia tiến sĩ, ở đây là bia tiến sĩ em nhé, cái từ này này, được dựng lên, chúng ta sẽ, đây là câu bị động và chúng ta cần tìm một từ có nghĩa là dựng lên. Chúng ta sẽ chọn từ erected, erected là dựng lên, erected. Còn từ selected thì có nghĩa là lựa chọn, chưa đúng nghĩa. Regarded được coi là và located là được đặt thì phải đặt ở đâu cơ. Rồi number 2, he enjoys cycling at the weekend. Thì đây là cái kiến thức của unit 1. Sau các cái động từ chỉ sự yêu thích như là like, enjoy, love, fancy, adore, dislike, hate, detest thì bạn sẽ cộng một động từ thêm doing. Vậy ở đây mình sẽ cộng là going em nhé. Rồi number 3, if you want to stay healthy, eat vegetables, whole grain, fruit and fish. Nếu bạn muốn khỏe mạnh thì hãy ăn chấm 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 rau, ngũ cốc nguyên hạt, quả và cá. Thì đây chúng ta là kiến thức của unit 2 là câu mệnh lệnh với more or less. Thì câu mệnh lệnh với more or less thì bạn lưu ý giúp cô, câu mệnh lệnh thường bắt đầu với một động từ nguyên thể trong dạng khẳng định và nếu mà cộng more sẽ cộng thêm danh từ đằng sau nếu cần. Và nếu từ more thì nó sẽ mang nghĩa tích cực, tức là bạn làm cái gì đó nhiều hơn mang nghĩa tích cực. Còn nếu mà câu mệnh lệnh có less thì nó sẽ mang nghĩa tiêu cực, tức là khuyên người ta làm ít đi. Vậy ở đây rau củ quả thì là tốt cho sức khỏe thì chúng ta sẽ dùng từ more, có nghĩa là mang nghĩa tích cực. Number 4, she stayed in. Cô ấy giữ dáng bởi vì bằng cách tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh. Thế đây chỉ có một cụm đi với từ stay in shape, đó là giữ dáng các em nhé. Number 5, from this childhood Chu Văn An was for his intelligence. Từ thời niên thiếu Chu Văn An đã nổi tiếng. Ở đây chúng ta có một cái giới từ là for về cái trí thông minh của ông, thì chúng ta chỉ có một từ đi với for thôi, đó là từ famous, đã nổi tiếng về điều gì. Còn câu A, interested in là thú vị, thì đi về giới từ in cơ. Từ successful là thành công trong lĩnh vực gì, có thể đi với in. Và talented là tài năng, thông minh, thì chúng ta sẽ không thừa, hơi thừa trong cái câu này. Number 6, I've already done my homework, I'm going to watch TV. Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà. Đây là dạng bài của từ nối. Từ nối thì em sẽ cần lắp ghép các từ vào để chúng ta có thể có được nghĩa câu trọn vẹn. Thì từ sâu có nghĩa là do vậy thì rất hợp với cạnh câu này. Do vậy tôi đi xem TV. Because là bởi vì, em là và bất là nhưng. Number 7, this cake is made fresh butter and eggs. Cái bánh này được làm từ bơ tươi và trứng. Thì từ bơ tươi và trứng làm bằng nguyên liệu gì? Mà đến cái sản phẩm cuối cùng là chiếc bánh, chúng ta không còn nhìn thấy quả trứng nữa, chúng ta sẽ tìm với from. Còn được làm bởi ai thì đi với by. Được làm bằng nguyên liệu gì mà vẫn nhìn thấy nguyên liệu đó. Ví dụ như cái bàn được làm từ gỗ thì chúng ta sẽ dùng earth. Và được sản xuất ở đâu thì chúng ta sẽ dùng in. Câu số 8, hãy chọn từ mà được phát âm khác. Từ soups, từ salts, từ salts. Ở đây có từ sugar là sẽ phát âm nặng, chúng ta sẽ chọn rô đê. Rồi chúng ta chuyển đến phần reading 2 điểm rưỡi. Đầu tiên là bạn hãy chọn một trong 4 từ điền vào các cái câu này phù hợp. Một điểm, từ noodles là bún, từ dish là món ăn, từ serve là phục vụ và từ capital là trong thủ đô. Phở có thể là cái món ăn nổi tiếng nhất đúng không nào? Cần một sách từ món ăn nổi tiếng nhất. Nhưng mà bún chả là sự lựa chọn hàng đầu khi mà đến giờ ăn trưa ở trong thành phố, ở các cái thủ đô capital. Tiếp
Tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy bún chả, một đặc sản ở Hà Nội, ở tất cả cái quầy ở khắp ngóc ngách của Hà Nội. Chỉ cần nhìn thấy những cái cột khói mà có mùi thịt nướng sau 11 giờ, khi mà những cái cửa hàng ở bên đường ý, bắt đầu nướng những cái viên thịt dẹt dẹt đã được tẩm ướp gia vị trên cái than hoa. Thịt lợn thì được được trộn với các cái hương liệu khác nhau trước khi chúng được nướng lên. Một khi mà chúng đã được nướng vàng thì chúng được phục vụ, tức là được ăn, chúng ta sẽ nhìn đây là câu bị động sợ, được ăn với một cái bát nước chấm húng nào, nước chấm có vị ngọt, một rổ rau thơm và một ít bún. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn từ noodle, rice noodles là bún đấy. Rồi, dip everything, nhấm nháp mọi thứ, nhúng mọi thứ vào trong nước và hãy thưởng thức. Đây là món bún chả. Rồi chúng ta cùng đến với bài đọc hiểu. Dịch vụ cộng đồng là công việc được làm bởi một cá nhân hoặc một nhóm người và có lợi cho mọi người. Nó thường được làm ở những nơi mà gần khu bạn sống hoặc là cái cộng đồng riêng của bạn. Do vậy, cộng đồng của bạn sẽ có lợi ích từ công việc của bạn. Nếu bạn không được trả tiền để thực hiện những dịch vụ cộng đồng, thì bạn vẫn có thể học được rất nhiều điều. Các dịch vụ cộng đồng có thể giúp nhiều người, thậm chí là cả các loài động vật và môi trường. Dịch vụ cộng đồng thì thường được tổ chức qua một nhóm địa phương, như là những cái nơi để thờ cúng này, những cái trường học này, hay là những cái tổ chức phi lợi nhuận. Thì ở đây chúng ta có non-profit là tổ chức phi lợi nhuận. Hoặc là bạn có thể bắt đầu những cái dự án dịch vụ cộng đồng của riêng bạn. Dịch vụ cộng đồng có thể liên quan đến việc gây quỹ. Ở đây chúng ta có từ raising funds là gây quỹ, bằng cách hiến tặng những cái đồ đã qua sử dụng hoặc là bán những cái đồ đã qua sử dụng như là quần áo. Rất nhiều người tham gia vào dịch vụ cộng đồng bởi vì họ thích giúp đỡ mọi người và cải thiện dịch vụ cộng đồng ở nơi họ sống. Thì vậy thì câu đầu người ta hỏi là what is community service? Dịch vụ cộng đồng là gì? Bạn sẽ trả lời như thế nào đây? Thì các em sẽ tìm ngay câu đầu đúng nào. Dịch vụ cộng đồng đây là định nghĩa là công việc được làm bởi một cá nhân hoặc một nhóm người có lợi cho cộng đồng. Thì chúng ta sẽ chọn có câu này. Câu số 2, is community service a paying job? Dịch vụ cộng đồng có phải là công việc được trả tiền không? Thì mình có thể trả lời ở đây là trong cái đoạn văn này thì dịch vụ cộng đồng là những cái công việc gọi là phi lợi nhuận đấy, chúng ta sẽ không được trả tiền đúng không nào? Chúng ta sẽ trả lời là no. No, it isn't. Không, nó không được trả tiền. Được chưa? Nó không thường là một dịch vụ được trả tiền đâu, bởi vì dịch vụ cộng đồng là những cái dịch vụ mà từ thiện mà. Từ trước mình làm vì lợi ích của mọi người và mình thường là không, mình sẽ không được trả tiền cho những dịch vụ y tế mà nhận được kiến thức, kỹ năng. Tại sao mà nhiều người tham gia take part in là tham gia vào những dịch vụ cộng đồng? Thì mình cần tìm một lý do. Đây chính là câu cuối cùng. Nhiều người tham gia vào những dịch vụ cộng đồng bởi vì họ thích giúp đỡ mọi người và cải thiện cái dịch vụ của nơi họ sống. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng because. They enjoy. Bởi vì họ thích thôi và họ muốn đóng góp cho cái xã hội của họ, cái cộng đồng nơi họ sống. Chúng ta cùng chuyển đến phần viết nhé. Câu số 1, bạn hãy sắp xếp các từ để tạo thành câu có nghĩa. Thì ở đây bạn chỉ cần sắp xếp, không phải thêm từ. Sở thích của tôi là chụp ảnh. My hobby. My favorite, bởi vì là nó có cái tính từ đằng trước. My favorite hobby is taking photos. My favorite hobby is taking photos. Các em nhé. Rồi chúng ta cùng chuyển đến câu số 2. Múa rối nước. Water. Puppetry. Puppetry. Began. Bắt đầu. In the 11th century.
Bắt đầu vào thế kỷ 11. Tiếp theo nào, đặt câu hỏi cho phần gạch chân. Truyện Kiều được viết bởi Đại thi hào Nguyễn Du thì mình sẽ viết là cái gì được viết? Ở đây là Truyện Kiều đóng vai trò là chủ ngữ thì chúng ta sẽ cộng luôn các cái thành phần đằng sau, chúng ta không phải làm trợ động từ lên trước nữa. Rồi, cái gì được viết bởi Đại thi hào Nguyễn Du? Câu số 2, họ làm rất nhiều bài tập mỗi ngày thì chúng ta sẽ hỏi là họ làm bao nhiêu bài tập? Homework không đếm được, chúng ta đi về how much homework do they do. Ở đây là từ everyday là hiện tại đơn, chúng ta cần mượn trợ động từ do của chúng ta they, và do thứ hai là động từ chính everyday. Rồi, tiếp theo đến bài số 3 là bạn hãy hoàn thành câu số 2 sao cho nghĩa không đổi với câu thứ nhất. Câu số 1, người ta sử dụng internet trên khắp thế giới. Đây là cấu trúc câu chủ động, chủ ngữ là people. Động từ là từ use. Tân ngữ là the internet. Thì mình sẽ viết lại với câu bị động đảo tân ngữ lên trước. The internet. Đây là thì hiện tại đơn, bởi vì động từ use giữ nguyên thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ to be nhá. Cấu trúc câu chủ bị động này, chủ ngữ cộng to be. Ở đây là is, internet số ít. Động từ ở lấy ở cột 3 hoặc là vấp ed thì từ use là từ có bị tắc thì thêm đuôi đi, được chưa? Are over the world. Ở đây mình không cần by people nữa, bởi vì là những cái từ chung chung như là people, someone, somebody thì mình không cần đứng sau cái từ by nữa. Rồi, internet được sử dụng trên khắp thế giới. Tiếp theo câu số 2, ý tưởng của anh ấy thì khác ý tưởng của tôi. Thì chúng ta có một cái cụ mà chúng ta đã học là different from, là so sánh khác, thì bằng với not the same as thì mình sẽ viết lại là his idea is not the same as my. My đây là đại từ sở hữu, bằng my ideas. Okay, our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta chữa đề kiểm tra học kỳ 1 tiếng Anh lớp 7 kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài giảng sau nhé.